Hôm nay là ngày mùng 1 Tết nha, mình đi Trúc Lâm Thiền Viện nha. Mẹ thấy em nó vô trong rồi kìa, đứng ngoài lạnh. Thank you. Cho năm mới con vui vẻ, thân tâm an lạc. Dạ. Này cho con nói cho con cái con nó nghe lời nè. Dạ, cảm ơn thầy. Hai, cái này cho con học hành tới nơi nè. Cho con stay on track, cho con khác lo dần xích đây chút đi, kệ nó đi, đứng xích vô đây nè. Để bác ngồi đây. Cầu nguyện gì cầu đi. Cầu nguyện gì cầu đi. Ba lại
giờ mình đi phải không?